có một gia đình như thế tác giả lê nguyệt Mây mờ sáng đã thấy thiếu cặp nách chay rượu ra ngồi ngay hôm nhà, lưng dựa vào cây bạch đàn đang mùa rụng lá. Hắn móc trong túi quần tiểu ra một cái ly con, rồi hớn hở, rót rượu trong chai ra, tợp một hớp là hết. Xong ly này hắn uống ly khác một cách khoái trá, cho đến khi rượu đựng trong chai nước suối cứng một gì hết sạch. Hắn ngửa miệng, trút nốt những giọt cuối cùng, rồi lồm còm đứng lên. Nếu đã đủ đô thì hắn vô nhà còn nếu như chỉ mới sần sần thì hắn lết đi nhà khác gặp mấy bà mới ra khỏi nhà đi chợ để nham nhở xin vài ngàn nói thẳng luôn là để mua rượu hắn xin dai như đĩa nên cũng lắm bà bực mình quăng cho hắn vài ngàn để thoát ra vòng vây của hắn nói tới tên thiếu là bất kỳ già trẻ bé lớn Đều trị môi khinh rẻ nhưng hắn không quan tâm hắn không quan tâm bất cứ chuyện gì trên đời chỉ là vợ con hắn phải lo cho hắn ngày ba bữa cơm và lúc nào cũng phải có rượu. Bởi vì thiếu rượu thì hắn bức rước lắm, ngáp dài ngáp vắng mà không ngủ được mới chết chứ. Hắn không làm việc lâu lắm rồi, hồi mới 27 tuổi, sau khi đứa con thứ hai của hắn ra đời. Trước đó, hắn bốc xếp ngoài cản rau quả, nhưng công việc nặng nhọc mà phải thức khuya dậy sớm nên hắn chán mà đã lỡ nghiện rượu khi cùng mấy anh em bốc xếp của cảng bù khú quen rồi, hắn phải có tiền ra tiền vào để mà mua rượu uống chứ. Năm nay thiếu đã 43 tuổi, vậy là hắn ăn không ngồi rồi được 16 năm. Con gái hắn đã 16 tuổi còn gì? Thằng con trai lớn vừa tốt nghiệp cấp 3, nó không thi đại học vì thấy cảnh nhà quá nghèo. Mẹ nó không thấy làm gì mà cứ than làm cực lực nhưng nhà vẫn thiếu trước hụt sau anh em nó chán ghét và khinh thường ba chúng nó suốt ngày cứ kiếm rượu uống một cách hèn hạ và chẳng chút liêm sĩ của một con người sát vách nhà thiếu là nhà của vợ chồng trọn trọn hơn thiếu vài tuổi có hai đứa con gái cỡ hai đứa con của thiếu gia đình trọn sống bằng nghề mua bán ve chai mười mấy năm nay từ hai chiếc xe đạp hai vợ chồng lặn lội khắp hang cùng ngõ hẻm để mua từng ký giấy chai mũ lon bia sau đó vợ chồng sắm được chiếc xe lam thô sơ cũ kỹ, bắt đầu dựa ve chai lại nhà để nhiều khi dùng xe lam chở bán trực tiếp cho vợ, không qua trung gian. Trọn thấy thiếu lông bông như vậy nên ngỏ lời kêu hắn phụ với mình sẽ trả lương theo ngày. Vợ thiếu mừng lắm, nhưng thiếu chỉ phụ được một buổi, rồi chê công việc nặng nhọc, không có thời gian rảnh rang để uống rượu nên nghỉ. Sau khi ơn, con trai của thiếu nghỉ học thì nó đến phụ với trọn Vẹn, con gái của Trọn, học cùng lớp với ơn, thì rớt đại học nên vào học trung cấp kế toán. Trọn hy vọng các con mình lớn lên vào đời bằng công việc nhẹ nhàng, quần lành áo tốt như người ta, chứ không nên lem luốt theo nghề cha mẹ chúng. Trọn cũng đặc biệt thương mến ơn và ít, em gái nó. Vợ chồng Trọn thấy tương lai của hai anh em bắp bên vì ba chúng mới bấy nhiêu tuổi mà lười nhát, ham mê rượu chè, bỏ phế việc nhà khoán trắng cho vợ con mẹ chúng lại chẳng có công việc ổn định ai thuê gì cũng làm ba thì say xỉn hay nằm lăn ra đất lảm nhảm nói đủ thứ chuyện nhiếc móc trách cứ vợ là đàn bà mà không lo nổi cho chồng suốt ngày làm làm lì lì như ai nợ từ kiếp trước gái tên vợ của thiếu cả ngày không nói với chồng một câu cơm dọn ra thiếu ăn á thì ăn không thì thôi chị cũng không cần kêu réo. Thỉnh thoảng chị cũng liếc ngang liếc dọc thì bị hắn ta đánh cho một trận. Đàn ông láng giềng chạy qua can ra thì hắn vu cho người ta cặp bồ với vợ. Có lần bị ông thợ hớt tóc của phường mà ai cũng gọi là thầy hù đánh cho một trận bầm tím mặt mày cũng vì tội vu khống. Có điều cũng lạ gái ở nhà thì mặt mày nặng trịch nhưng bước ra khỏi cửa lúc nào cũng phơi phới hùa xuân gặp ai chị cũng chào hỏi và xã giao vài câu. Có khi cùng đi chợ với các bà ở gần, chị cũng bô lô ba la kể chuyện này chuyện kia. Người ta cố tình tìm xem chị có ta thắng chồng hay không, nhưng tuyệt nhiên không có. Chị hay tự khen mình, nào là một mình mận nuôi cả nhà bốn miệng ăn mà không nhờ cha mẹ hai bên một xu một cắt. Nào là hồi chị còn con gái nổi tiếng đẹp cả vùng, ông ứng bà hành gì lại đi chấp nhận làm vợ tây thiếu này chỉ nói về những người khác khi chê bai khi cười nhạo lâu dần ai cũng truyền tay nhau đồn rùm là bà gái vợ tây thiếu nhiều chuyện nhất khu vực này người ta nói vợ chồng đá nghèo mà chẳng biết thân biết phận mở miệng ra là nói trời nhất là thiếu mới tiếp xúc với ai câu cửa miệng hắn nói ra là để tôi chỉ cho cách làm giàu trời đất hắn biết cách làm giàu sao lại để mình trên trăng dưới giá như vậy chứ? Riết rồi người ta làm biến nói chuyện với vợ chồng nhà này. Người ta thương hai đứa nhỏ, sao lại đầu thai nhầm chỗ như vậy? Miên đất của trọn dài 25 mét, anh chỉ cất có 15 mét thôi. Còn phía sau 10 mét, anh để làm vừa ve chai. 10 mét phía sau anh rạo chung quanh bằng lưới B40, một phía sát ranh đất của Thiếu. Không biết bao nhiêu lần Thiếu nói gia đình hắn muốn bán cái nhà này về quê mua đất, cất nhà, cũng còn dư một số tiền cho vợ làm vốn buôn bán. Tiêu nói khi nào trọn đủ tiền mua thì cho hắn biết. Chính vì vậy mà trọn không xây tường để ngăn cách hai nhà biệt lập. Vì anh nghĩ trước sau, anh cũng sẽ mua nhà thiếu để mở rộng ra. Vợ chồng thiếu, thay vợ chồng trọn có vẻ yêu quý ơn, nên hy vọng ơn sẽ làm rễ của trọn. Hai người họ đốc suối ơn ve vãn vẹn nhưng ơn biết trọn thích mình việc siêng năng được việc còn muốn làm rễ ông ấy thì đừng mơ tưởng cho mất công vả lại vẹn chiếc xem ơn như bạn học như láng giềng tuyệt không có một chút gợn nào trong vấn đề tình cảm ít em gái ơn thì lạnh lùng nó ít nói một cách kỳ lạ ở nhà ngoài những khi nói chuyện với ơn hầu như nó không mở miệng với tính tình như vậy không biết khi đi học nó có bạn bè gì không? Trong nhà nó làm đuổi cơm nước, giặt giũ. Thời công nghệ mà nhà nó vẫn giặt đồ bằng tay, nấu cơm củi để không phải sử dụng ga tốn tiền. Máy giặt là thứ xa sĩ phẩm của gia đình nó. Quần áo của ít toàn là đồ cũ mẹ nó đi xin ở đâu về không biết. Hai bộ áo dài nó mặc đến ngã màu nhưng vẫn chưa có cái mới để thay Ba nó hình như không biết, không nhìn thấy cảnh nghèo khổ của gia đình hay sao đó, mà chỉ chuối mũi vào rượu. Không có tiền mua thì đi xin. Lúc này, ơn đã đi làm cho trọn, nên hắn cứ lân la, xin vài ngàn hoài. Ơn xấu hổ vì cha mình, vậy mà kêu nó ve vãn con gái người ta được sao? Hôm nọ, trọn đi thu mua ve chai, mua được con heo dầu của chiếc xe tải khuyên đai một tấn. Thấy con heo dầu này còn khá, chỉ đứt một râu trong bốn râu chỉa ra ngoài và phía trên râu bị đứt có chảy xước một chút do cần cắt khứa vào có thể tu sửa được để bán cho gara xe nên chọn nâng niu đêm về để góp nhà sát hàng rậu ranh với thiếu xong anh đến gara để dò ý bán chủ gara hỏi qua tình trạng con heo rồi kêu anh hai ngày nữa mang ra định giá vì bây giờ ông mắc về quê hôm sau mới lên nhưng hai ngày sau trọn phát hiện ra con heo dầu không cánh mà bay. Không có ai tới lui trong hai ngày này cả. Và mỗi khi ơn ra về, đều chào tạm biệt vợ chồng trọn, có mặt vẹn. Không thể nói là ơn lấy trộm được. Vậy thì ai? Ai lấy? Gái là toán lên, những nhà lân cận đều tham gia điều tra. Nhưng thật khó mà biết ai đã lẻn vào nhà trọn để ôm con heo dầu ra ngoài trọn không tiếc tiền mua con heo mà chỉ ái ngại vì lời hứa với chủ ga ra. Không khéo, ông ta nghĩ là anh đã bán chỗ khác giá cao hơn thì còn gì là uy tín nữa. Cho nên trọn vội tìm đến nhà ông Thuần, chủ ga ra để giải bày. Khi anh nói xong, ông Thuần vui vẻ vỗ vai anh. Chú yên tâm đi, hôm qua tôi cũng vừa mới mua một con nè. Bà kia đem lại bán cho giữa, với giá sắc dụng. Tôi thấy tiếc nên mua dùm cho bà giá cao hơn gấp ba. Chú coi thử coi Có bằng con của chú hồn Để mặt ông Thuần Trọn đứng lên theo ông lại nhìn con heo Anh giật bắn người Khi thấy vết trầy xứ trên đầu râu thứ tư Đã bị cắt mất Vết trầy này anh đã nhìn ngắm không biết bao nhiêu lần Nhất định đây là món đồ của anh Đã bị lấy cắp rồi Ngồi xuống nâng con heo trên tay Trọn vội vã hỏi ông Thuần Anh có nhận ra người bán không? Con heo này là của em bị mất đó Chỗ này bị trầy Em còn lo anh không chịu nữa nè Vậy tôi mua đồ ăn cắp hả trời Đàn bà nhen Anh nhớ mặt bả không Chắc nhớ Chú nghi ngờ ai hả Trọn mô tả hình ảnh của gái Nói tới đầu ông Thuần gật đầu tới đó Trọn nhất định làm cho ra lẽ chuyện này Bà gái hay đến nhà chơi Nhưng thường là ngồi trước hành lang Chứ ít khi nào ra phía sau nhà Nếu nói bà ta lấy trộm thì không thể Còn thiếu thì vốn ít khi nào vào nhà ai chỉ chặn người ta trước cửa để xin tiền mua rượu vậy nếu con heo dầu do chính bà gái mang đi bán thì sẽ do ai lấy ra chẳng lẽ lại là ơn ít thì hiếm hoi mới tới nhà ai hai đứa con gái của anh trạc tuổi nó nhưng cũng không chơi chung nhỏ đó thuộc dạng động vật quý hiếm về tới nhà thấy gái ngồi trước cửa tay bưng tô cơm lưng dựa vào vách tường trọn về nhà mình đậu xe rồi thả bộ qua anh đánh vũ đầu Bán con heo dầu được bao nhiêu tiền Con heo đó còn tốt Bán giá phải bằng nửa con heo mới Chứ thôi sẽ bị thiệt thòi đó Gái ngậm một hồng cơm nghẹn không nuốt được Câu hỏi của Trọn bất ngờ Khẳng định người lấy cấp là chị ta rồi Mấy hôm nay Trọn tri hô mất con heo Thiếu cử nữ âm trời Nghi cho ơn lấy Gái bực bội vì chị ta biết Ơn không bao giờ làm chuyện đó lại nửa chọn là chỗ tình nghĩa tạo việc làm cho nó để nó có thu nhập không thua một công nhân đi làm xí nghiệp mặc dù cả xóm ai cũng nghi ngờ vì mấy hôm nay thấy thiếu uống rượu thoải mái mà không xin ai đồng bạc nào nhưng người ta cũng nghĩ như gái nhà chỉ có mình ơn là có khả năng trà trộn vào để lấy nhưng ơn cũng không ngu đến nỗi vì món đồ ve chai mà đánh mất công việc mình đang làm gái cố nuốt vội miếng cơm trong miệng xuống mặt sớn sát ngó trọn chầm chầm. Chú nói vậy á là nghi tôi ăn cắp dây chai chú sao? Trước giờ thì không có nghi, còn bây giờ á thì chắc chắn là thím đã lấy con heo dầu của tôi đi bán. Có người làm chứng luôn. Ai? Ai làm chứng? Chú kêu ra đây ba mặt một lời. Thím dám hồn, nếu người ta làm chứng thím bán lúc mấy giờ, bán cho ai, bao nhiêu tiền á, thì thím dám ra công an để khai hồn. Nhìn mặt gái tái mét, môi rung bần bật là trọn biết anh đã đánh giá đúng rồi trọn bồi thêm nghĩ tình làng nghĩa xóm và thằng ơn làm công cho tôi bao lâu nay thím chỉ cần trả lại tiền tôi mua con heo dầu thôi rồi nói với mọi người là do túng thiếu quá nên thím đã làm bậy tôi hứa chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến thằng ơn hết làm cho tôi nó muốn thì vẫn cứ làm còn như thím ngoan cố thì tôi sẽ nhờ chính quyền can thiệp gái suy nghĩ một hồi rồi chậm chạp trả lời một cách buồn rầu anh thông cảm bỏ qua cho tôi dùm Tôi mang ơn Thật ra vụ này do con ít nó làm Áo dài đó cũ quá Không có tiền mua áo mới Lại tốn tiền may nữa Nên nó làm ẩu vậy thôi Thiếm là mẹ Biết con sai quấy vậy sao không rầy nó Ăn cắp quen tay Ngủ ngày quen mắt rồi sao Không chừng chẳng phải lần này thôi đâu Trước nay vẫn thường xuyên xảy ra nữa kìa Gái qua tay ly li lịa Không không Chỉ mới lần này thôi tôi thề Nhưng nó làm sao mà lấy cho được Nó có bao giờ qua nhà tôi đâu Gái ngó giáo giác Có vài người lắp ló trong nhà lắng nghe Chị ta đáp liều Tôi cũng không biết Nó đem ra bằng cách nào Chỉ là nó nhờ tôi đi bán giùm Thú thật tôi không nghĩ là nó chom từ nhà anh Chẳng lẽ Thằng ơn loạn ra cho nó Không phải đâu Thằng ơn không biết vụ này à Để đó từ từ tính Trọn thông thả về nhà Mấy người lối xóm trệ môi khinh bỉ nhìn gái. Sáng hôm sau, trọn chưa nói gì mà cả khu vực đều biết con gái của thiếu và gái ăn cắp căng heo dầu của trọn. Cả xóm xì xầm bàn tán vào. Tối lại họ nghe tiếng cự cãi và đập đồ trong nhà thiếu. Sáng lại, tình ít bỏ nhà đi, dậy cả xóm. Ban đầu ai cũng tưởng gia đình thiếu, dàn cảnh cho nó lánh mặt để trọn không thưa gửi gì nhưng sau đó thấy gái khóc lóc thảm thiết, đóng cửa chì chiếc chồng trong nhà, thì họ mới tin là thật. Ít chưa thành niên, lại bỏ nhà đi đâu cho được, rồi ăn đâu, ở đâu, ông bà ngoại nội, có còn ai mà về. Người ta nói thẳng vào mặt gái. Nó là con gái, nếu nó có dại dột làm vậy, á thì mình là mẹ, lãnh hết tội cho nó rồi dạy dỗ lại nó. Có đâu đổ tội cho con, sau này nó dám nhìn mặt ai, tiếng nhờ mang cả đời. Nó còn đi học hành nữa Là mẹ gì mà kỳ vậy Chăng sợ mất mặt Nên mới kiếm chuyện gây gỗ gì Mới đuổi con nhỏ đi chứ không đâu Mà cũng chưa biết do ai là thủ phạm nữa ngang Biết đâu có người làm Rồi đổ cho con mình hỏng chừng Vì nghĩ nó chưa đủ tuổi Sẽ không bị truy cứu á Gái cúi gầm mặt xuống Xấu hổ lý nhí trả lời Con nó trẻ người non dạ Tối nay tôi rầy la nó Rồi giận bỏ nhà đi luôn mấy ngày nay nó không đi học điện thoại về mấy chú bác cậu gì của nó cũng không thấy tới chẳng biết nó đi đâu rồi gái hu hu khóc mới mấy ngày mà cô ta ốm tông teo trọn cũng bỏ qua không nhắc đến ơn ngại không dám tới làm anh cũng kêu nó bình thường anh sẽ không bạc đãi nó đâu nhưng cách bốn ngày ít đi thì ơn cũng cuốn gói đi mất vợ chồng tiếu lúc đó như phát điên họ gây nhau ầm ĩ trong nhà sự thật được phơi bày thì ra người chủ mưu lấy cắp con heo dầu là gái và thiếu là đồng phạm cả hai vợ chồng cùng nhau xông kiếm hợp bích ra tay hai đứa con tất nhiên không hay biết gì do tin nhiều chuyện hay lắng nghe chuyện nhà người gái biết trọn mua trúng được con heo dầu khả năng là bị đám người ăn cắp bán ra trọn dự định bán cho gara xe tải để kiếm lời bạc triệu gái hiếm khi nói chuyện với chồng nhưng hôm nay chị ta gả thiếu nếu như cùng gái lấy con heo đó về chị ta sẽ tìm chỗ bán và cho hắn tiền để uống rượu thả ga chỉ với lời hứa đó mà nửa đêm vợ chồng thiếu chồng mấy cái ghế sát hàng rào để thiếu leo qua hàng rào lưới b 40 cứ cách 2 mét là trọn xây một trụ xi măng nên hàng rào rất kiên cố thiếu cột sợi dây gân lớn vô con heo dầu rồi leo về sau đó hai vợ chồng kéo nó lên thiếu leo lên ghế đỡ lấy và đem xuống chuyện bại lộ gây đổ cho ít và năn nỉ nó chịu nhục dùm vì gái còn phải có uy tín để sống trong xóm làm ăn nuôi nó đi học ít là con gái sau này lấy chồng xa về nơi mới sẽ không ai biết chuyện xảy ra hôm nay nữa ít khóc lóc thì thiếu đội đánh đội đuổi đi khỏi nhà nhưng hắn ta chưa kịp đuổi thì ít đã bỏ nhà đi mất. Sau khi ít đi, ân hận giận ba mẹ mình lắm. Nó buộc ông bà phải đi kiếm em nó về. Ân nói ít còn đi học, mà lại bị vết nhơ như vậy. Bạn bè sẽ xa lánh, mặt mũi nào mà chơi với ai. Ít vốn ít nói, rơi vào trường hợp này, khả năng trầm cảm rất cao. Coi chừng bước bí quá, nó sẽ làm chuyện dại dột. Gái khóc lóc hối hận, nhưng biết tìm đâu tuy nhiên cô ta cũng trách ít không thương ba mẹ không dám hy sinh một chút tiếng tâm. ân giận dữ nói hai người đã làm nó xấu hổ trốn đi không lên tiếng mà không hy sinh à thiếu không ngớt chửi thị, rằng biết đường đi á thì biết đường về không tìm kiếm con mẹ gì hết ân khinh bị quát lớn do bà ham ăn ham nhậu thấy tiền là tối mắt khiến nhà cửa lâm vào hoàn cảnh này nếu ba như bác trọn tụi con có ra nông nổi như ngày hôm nay không? Đờ mờ, tao sinh ra chúng bay, thì chúng bay phải có nhiệm vụ lo cho tao chứ. Người ta sinh con, nuôi lớn lên cũng không cần báo đáp, chỉ mong nó sống tốt. Ba có nuôi tuổi con ngày nào mà chưa chi đã đòi dẫn phúc rồi. Thiếu gầm lên, rồi lao ra đánh ơn. Nó im lặng đứng chịu trận cho ba đánh. Gái chồm tới ngăn, bị thiếu xô té bật gọng sáng lại nó cũng bỏ đi, chẳng ai biết đi đâu nữa. Gái lớp buồn tuổi vì cảm thấy có lỗi với con, lại bị thiếu xô té ngã, hôm sau cũng nằm bẹp trên giường, không dậy nổi. Thiếu không chăm sóc được vợ và cũng không có rượu uống vì nhà đã cạn kiệt tiền mà chẳng dám xin ai nên làm bầm chửi rủa suốt ngày hăng chửi như chi phèo không cần nhắm vào đối tượng nào mọi người khinh ghét phỉ nhổ vợ chồng hắn không ai muốn giúp đỡ hay nhìn mặt tàn nát một gia đình. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn có một gia đình như thế của nhà văn Lê Nguyệt truyền được phát trên kênh của Trinh Câu chuyện kể về nỗi bất hạnh của những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là những người thiếu trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái. Nỗi bất hạnh đó cuối cùng à, đã gieo lên đầu những đứa trẻ. Và không biết là quý vị cảm nhận như thế nào về cốt truyện vừa rồi của nhà văn Lê Nguyệt. Quý vị hãy để lại bình luận để Trinh cũng như là tác giả được biết với quý vị nha. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo.